Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Xuân. Thì hôm nay Xuân xin phép giới thiệu với mọi người về một ngôi chùa ở tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Xuân và mọi người sẽ cùng nhau chiêm bái về ngôi chùa này nha. Thì Xuân đang đứng trong một con đường. Thì ở ngoài mình từ Huỳnh Tấn Phát mình chạy thẳng xuống hoài luôn là mình sẽ thấy tên chùa Phước Nguyên để mình quẹo vô. Mà mọi người có thể, nếu muốn chính xác thì mọi người có thể đi theo Google Maps. Google Maps chỉ dẫn rất là đúng nha. Và ngôi chùa mà Xuân muốn giới thiệu với mọi người đó là chùa Phước Nguyên. Và đây là cổng tham quan của chùa. Thì chùa cổng và chùa thì khá là lộ thiên, thì bên đây là những ngôi mộ ở trong chùa của quý Phật tử được chôn cất ở đây, ở trong chùa nha. Bây giờ Xuân và mọi người sẽ cùng nhau đi vào bên trong. Đây, cổng tham quan của chùa Phước Nguyên thì khá là đơn giản. Giờ mình sẽ đi vào bên trong. Và một lát nữa Xuân sẽ chỉ cho mọi người điểm đặc biệt của chùa Phước Nguyên ở Nhà Bè nha. Khá là đặc biệt luôn. Và ở đây có một chậu cây, ở dưới là có hình chú trâu nè. Thì từ ngoài cổng tham quan đi vô thì phía bên tay phải mình sẽ thấy được đây là Đức Phật Di Đà ha. Ở đây. Và bên đây là những ngôi mộ. Và phía sau là nơi ở. Và bên đây là có tượng Bồ Tát nè. Đó, rất là đẹp ha. Và đây là chánh điện của chùa, cũng khá đơn giản. Thì có tên là Phước Nguyên Tự. Đó. Giờ mình sẽ đi vào bên trong chánh điện trước nha mọi người. Trong Phật điện của chùa. Đây là Phật điện của chùa nha. Phật điện thơm mùi nhang trầm lắm mọi người. Thì Phật điện thì ở bên đây thì có tượng Tiêu Diện Đại Sĩ nè. Còn bên đây thì có tượng Hộ Pháp, thân Hộ Pháp ha. Còn đây là Phật điện của chùa. Phật điện khá là trang nghiêm luôn. Ở dưới thì có bảy tượng Phật Dược Sư. Ở trên thì là Tam Thánh Phật. Và ở trên là Đức Phật Thích Ca. Đây. Và phía sau là Tổ Đường. Cũng như là nơi để bài vị ha. Đó. Này, tổ đường nè. Giờ mình sẽ đi tiếp nha. Thì ở bên đây là có nhà của thầy trụ trì. Còn ở đây thì có tượng Phật Di Lạc. Ở đây. Đây là tượng Phật Di Lạc nha. Đó. Bên đây là khu này là để cho mình có thể ngồi ở đây nghỉ. Ngọt nè. Có bàn đá nè. Rất là mát luôn. Yeah.
Và điểm đặc biệt của chùa là chùa nằm cạnh rừng thông. Và ở đây thì có tượng Bồ Tát nhìn ra dòng sông này mọi người. Đây nha. Thì địa chỉ chùa Tọa Lạc là 2534 xẹt 6, đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người có thể lên Google Map để tra cho rõ hơn nha. Đây. Đây chùa nằm cạnh một con sông. Đây là bến đò. Đây. Đã lắm mọi người. Đây chùa nằm chỗ bến đò luôn nè. Wow. Wow, bến cảng tàu thuyền quá trời luôn nè. Rất là nhiều luôn nè. Nay giờ này là buổi trưa và nước sông đang cạn. Đây. Thích lắm luôn á. Tàu thuyền đậu rất là nhiều luôn. Này nha. Đây. Chùa khá là thanh tịnh đúng không ạ? Đây cây cối rất là nhiều nha. Chùa nó khá là đơn giản, kiến trúc thì cũng đơn giản, nhưng mà điều đặc biệt là chùa nằm cạnh một con sông ở Nhà Bè, rất là thoáng mát. Cho nên mọi người có thể đến đây để chiêm bái. Chiêm hót rất là đã luôn. Rồi. Trước đây mình sẽ thấy được toàn cảnh của chùa ha, khuôn viên của chùa. Đó. Và vừa rồi thì Xuân và mọi người đã cùng nhau chiêm bái chùa Phước Nguyên ở Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mọi người có thời gian và có dịp thì hãy ghé đến chùa để chiêm bái chùa. Chùa khá là thanh tịnh và thoáng mát nữa, và có chỗ cho mình nghỉ chân nữa. Xuân kính chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, mọi điều bình an, may mắn. Bây giờ thì Xuân phép được dừng video. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.